Tòa nhà này đấy được coi là nhà chính của Đại học Đông Dương. Người thiết kế cái tòa nhà này là ông Ernest Ebra, là một cái kiến trúc sư chứ danh của Pháp. Phố trước mặt chúng ta bây giờ tên là Lê Thánh Tông đấy. Đấy, nó có tên là Đại lộ Bobbio. Thì ông đã có một cái ý tưởng là làm sao đó để cái tòa nhà này đấy nó có một cái thế hoành tráng, nhìn ra một cái đại lộ. Và đây chính là cái biểu tượng mà ông ấy muốn. Nhưng mà tư duy kiến trúc của Ebra đấy là kết hợp giữa cái trường phái châu Âu với lại châu Á, cho nên những cái kiến trúc có mái vẩy, có con sơn, có những cái dấu hiệu của kiến trúc phương Đông ấy là nó gắn vào trong những cái diềm mái của cái tòa nhà này. Cho nên người ta nhìn thấy nó có cái hoành tráng, có cái đồ sộ nhưng mà vẫn gợi ra cái ý tưởng về kiến trúc phương Đông. Bước chân đầu tiên khi bước qua cánh cửa ra vào dạng vòm có độ cao tương đương 2 tầng nhà, được trang trí bằng kính và kim loại theo phong cách Art Nouveau, không chỉ làm đẹp cho công trình khi nhìn từ ngoài vào mà làm tăng tính thẩm mỹ cho khu đại sảnh khi nhìn từ trong ra. Ấn tượng nối tiếp ấn tượng, đại sảnh hiện ra ngay sau cánh cổng. Với không gian không thật lớn, nhưng chiều cao thông đến tận mái vòm, khiến cho bất kỳ ai đứng dưới đều phải mở mắt ngước lên trên, chiêm ngưỡng những họa tiết nguy nga vẫn luôn được bảo tồn nguyên vẹn trên vòm cao. Ở sảnh chính thì cháu thấy có đặt 2 bức tượng của 2 vị giáo sư, và mỗi một bức tượng tên của vị giáo sư thì đặt tên cho một cái hội trường, thì bác có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Năm 1956 đấy, thì theo yêu cầu phát triển của cái hệ thống giáo dục đại học đấy, thì trường Đại học Tổng hợp được thành lập, và người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Tổng hợp là giáo sư vật lý Ngụy Như Con Tum. Phía bên này đấy là tượng của một nhà toán học nổi tiếng của Việt Nam, giáo sư Lê Văn Thiêm. Thì giáo sư Lê Văn Thiêm ấy đã từng là hiệu phó của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, và ngôi trường này đấy ghi nhận 2 giáo sư như là những cái bậc tiền bối, cho nên mới để tượng 2 giáo sư và đặt tên 2 giáo sư cho 2 cái hội trường lớn và quan trọng nhất của cái tòa nhà này. Thì đây chính là cái giảng đường lớn, phía trước có một cái bức tranh, gọi là bức tranh tường đấy. Bây giờ có thể coi là lớn nhất ở Đông Nam Á đấy, được tạo ra bởi một họa sĩ nổi tiếng là ông Victor Taggio. Cái công phu chúng ta có thể nhìn thấy trước hết là ở các cái nhân vật, ở đây lên tới khoảng 200 nhân vật ấy. Thì qua những tư liệu còn lưu trữ đấy, thì các nhân vật này đấy không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng đâu, mà ông đã phải cầu kỳ đi trên đường phố gặp những nhân vật thật mà phù hợp với cái vai ông định thể hiện ở trong bức tranh này đấy, thì ông ký họa lại. Cho nên những cái gương mặt thể hiện ở trên bức tranh này đấy, đều là những gương mặt thật. Có thể coi đây là một cái chép lại lịch sử. Vì vậy cho nên có thể coi là một cái bức tranh mà có giá trị về nhiều mặt. Tiếc rằng là đã có một cái thời kỳ nó bị hủy hoại. Sau đó đến năm 2006, khi mà tổ chức kỷ niệm 100 năm Đại học Đông Dương ấy, thì mới được phục chế, và nó trở thành bây giờ như là một cái địa chỉ văn hóa của Hà Nội. Và chính trong cái giảng đường này đấy, đã ghi dấu của rất nhiều những nhân vật có thể coi là huyền thoại của lịch sử Việt Nam, như cố Tổng Bí thư Trường Chinh, rồi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là học sinh của trường Đại học Đông Dương. Cái tính chất lịch sử của cái giảng đường này đấy còn ở một cái sự kiện hết sức đặc biệt đấy. Đó là vào tháng 11 năm 1945, sau khi mà cách mạng tháng 8 vừa mới thành công, công việc còn đang rất là bề bộn. Thế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh với viễn kiến của mình ấy, thì đã quyết định là phải để Đại học Đông Dương khai giảng một cách bình thường. Và đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự, người đã ngồi ở ngay cái ghế của cái hàng đầu tiên này để mà chủ trì. Và cũng chính từ cái sự kiện này thì tên của Đại học Quốc gia Việt Nam ra đời. Những giây phút được sống tách biệt với phố xá sầm uất ngoài kia, tôi như ngược thời gian để trở về sống trong khung cảnh cổ kính, nơi hội tụ vô vàn sự khác nhau của thẩm mỹ.
nhưng chúng cùng ẩn chứa sự bền bỉ như thách thức thời gian. Dù đã trải qua biết bao nắng mưa của hàng trăm năm cũ, nhưng công trình vẫn luôn hiện lên một cách vững chãi như là một điểm nhấn tại Hà Nội thân yêu.